Kỷ lục thế giới khó phá nhất lịch sử, 35 năm chưa hậu bối nào vượt qua được 1 cm. Liên đoàn điền kinh thế giới vẫn đang ghi nhận kỷ lục thế giới nhảy cao nữ là 2m09 do cựu vận động viên Stivka Kostadinova của Bulgaria thiết lập tại giải điền kinh vô địch thế giới World Championships 1987 tại Rome, Italia. Kỷ lục này đã đứng vững 35 năm, tính đến năm 2022 và vẫn chưa có vận động viên trẻ nào đủ khả năng phá vỡ. Trong nhiều năm qua, các vận động viên thế hệ sau này vẫn chỉ chinh phục được mức xà cao nhất là 2m08 mà vẫn chưa qua nổi kỷ lục 2m09 của Stivka Kostadinova. Kể từ năm 2006 đến tận 2022, mới chỉ có hai hậu bối chinh phục được mức xà 2m08 là Kajsa Bergqvist và Blanka Plejic. Chỉ 1 cm cũng là thách thức không tưởng ở nội dung nhảy cao nữ, khiến kỷ lục thế giới 2m09 tồn tại đã 35 năm vẫn rất khó để phá vỡ.